đang quay rồi đấy. Các em đâu hết rồi nhờ anh em ơi. Chào anh em nhé. Hôm nay mình về tiền hàng mặt trắng, âm ly mặt trắng. Thì anh em coi giúp mình lấy được cái gì thì anh em mình comment mình cho mình sẽ rất nhiều âm ly mặt trắng đang chờ anh em đấy ạ. Mình sẽ là có lít và có model từng con đăng cho các bạn. Các bác nhớ chú ý theo dõi, đến tầm 2 giờ chiều thì em sẽ live stream cụ thể hơn model từng con một cũng như là sẽ báo giá cụ thể. Mình hôm nay còn thuê giúp việc ấy. Đây các bác này đang dỡ này, còn rất nhiều thùng nữa cơ, phải 3 thùng nữa. Hôm nay mình còn đang đây, còn đây là tất cả lô. Mình phải làm đây này. Đây. Có đủ hết các dòng Technic, Pioneer, Yamaha, Kenwood. Rất nhiều. Có những con Pioneer rất là hầm hố và có những con Pioneer dòng rất là hiếm. Cả Sony nữa. Thì... đặc biệt mình có mấy con dòng V6 để đánh được loa Nga bạn nhé. Các bạn đó, anh em này. Technic V6 này. V6 này. Công suất khủng này. Thế với cả về 7.700 này, rồi là 7.700 thường này. Rất nhiều cho anh em lựa chọn. Thì 7.600 này. Đấy, anh em để tham khảo. Và đây những cái dòng này nữa thì anh em nó vừa về này. Đấy những cái dòng loa đánh loa tầm dài này, 2630 này. Và những cái dòng này 1150D này. Thì con SX35 này. Victor S35 còn cắt đô nhé. Và đây là một cái dòng Bueller này. Có những con Bueller vỏ gỗ rất đẹp. 820 này, rất là đẹp này. Và có một con là 1000. Giá cực kỳ tốt bác nhá. Hàng vừa về hết anh em ạ. Hàng vừa về rất là đẹp, hàng zin. 190W, con Yamaha 800, xe 800 là 1800. Đấy thì toàn hàng bộ những lô này thì giá sẽ rất là hợp lý. Và có đủ hết các dòng cho anh và em lựa chọn. Con đờ lông này này. Con đờ lông 700V. Có một em đờ lông 700V nữa này. Con Pioneer 120A bánh đây, cả nhà nhá. Con này là con 700V này. Con đờ lông này 700V này. Đấy sẽ có tất cả trong hàng vừa về hết. Đây còn 3 kiện nữa cơ, anh em cứ chờ. Thì sắp phải đến tầm 2 giờ mới dỡ xong hết thì em sẽ livestream cụ thể hơn và sẽ đây, con quay cái này có cả báo em giá xem. Từng em một. Đấy. Hôm nay phải thuê giúp việc làm hết này. Hôm nay nhân viên không đủ luôn này. Đấy thì anh em cứ theo dõi đi và chờ đến tầm 2 giờ để có hàng về. Anh em có thể liên hệ trước vào số 0912572434. Ôi 700V đấy, 700V của bác đây, đờ nông đẹp long lanh. Đấy, có vài vết bụi vết xước thôi nhưng mà không vấn đề nguyên gì. Nguyên bản nhá. Đây nó vừa về đấy, băng dính hết này, nguyên bản hết. 700V thì giá chắc tầm là 8.500.000 đúng không? Đấy thì anh em có thể cứ liên hệ trước đi ạ, vì hàng vẫn chưa về được hết ấy. Thì tầm 2 giờ em mới tổng hợp lại được. Đờ nông 700V thì đánh loa gì cũng được đúng không ạ? Cái này thì dòng này thì quá khủng rồi. Các bác không phải yên tâm, không phải lo. Còn ngoài ra đấy, chiều bác Hưng gái qua xem nhá. Bạn nào mà có đánh loa Nga thì có hai con V6 đây. Mình có một bác nào chơi loa Nga thì có Technic V6 đây ạ. V6 120A nữa, có 120A. 120AD. Có hai con 120AD nhá. Đấy. Rồi là con này là đây của con đường đông gớm này. À. Con này là con gớm này. À, đối đông PMA 501. Ờ, con này 501 là bánh gớm này. À, băng dính nguyên hết các anh em nhé. Thế thì anh em có nhu cầu gì hoặc là đang cần tìm âm ly gì thì nhớ like và theo dõi nghề nick âm thanh Khánh Hằng. Hoặc là có thể liên hệ trước vào số 0912572434 giúp em. Em chưa đủ lúa thì phải làm sao, bác cứ gom lúa đi, sẽ có rất nhiều âm ly đang chờ bác. Số lượng âm ly phục vụ đủ. Anh em cứ yên tâm, đây còn 3 kiện nữa đang vào dần cơ. Anh em cứ liên hệ trước nhá. Em đọc lại số này, 0912572434. Liên hệ với mình sẽ trực tiếp mình tư vấn nhé. Này, cứ liên hệ bà chủ sẽ được trực tiếp tư vấn và báo giá luôn ạ. Này, rất nhiều. Thôi bây giờ em sẽ đóng máy lại để ra dỡ nốt hàng.
2 giờ chiều các bác nhớ đón xem nhá. Sẽ có livestream cụ thể luôn, từng con một và báo giá từng con. Đấy, có thể cả tư vấn nữa. Đấy, anh em nhớ theo dõi và hoặc là alo trước cũng được ạ. Ok, cảm ơn anh em.